Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh review một mẫu Crew, một dòng xe thương hiệu của Mỹ. Bật xe nó một quả màu vàng, vàng đồng nha. Trần Anh gọi là màu vàng gold đó. Hai cụm đèn trước mới tinh, nước sơn đẹp, sơn suy hầu như bên ngoài, không có dấu hiệu chảy xước. Một dòng xe khá là thông dụng của thương hiệu USA nha cô chú chị. Dòng này máy 1.8, trang bị là ABS, đầy đủ các tính năng như một chiếc xe rồi. Cao hơn phiên bản 1.6 một tí xíu, mà biểu tượng của Chevrolet. Nắp capo có những sóng gân chạy, nhìn rất là cọp. Mẫu này thì chạy đầm lắm, đảm bảo với bà con cô bác chạy đầm hơn Gencha, Lycity rất là nhiều nha. Thương hiệu thì khá là pro. Mâm là mâm đúc nguyên bản là 4 tấn đĩa ABS, biểu tượng Chevrolet. Vỏ trước mới 90%, gầm bề ở trong hầu như nguyên bản nguyên zin hết. Máy móc êm ái, bốn cánh cửa được dán toàn bộ phim cách nhiệt hết trên chiếc xe rồi nha cô chú anh chị. Bốn cái vỏ mới nè, vỏ sau còn được 80%. Đây là mâm nè, mâm đúc của Chevrolet Crew, 4 tấn đĩa luôn nha cô chú anh chị. Gầm bề ở trong. Đây là phần nhựa. Phần nhựa của phần gầm hầu như là nguyên bản hết. Ok không ạ? Cục đèn của Chevrolet là kết hợp cản đuôi cá mini 77 như là Phú Yên hay Bình Định gì đó. 04910 nha. Đây là hai cục đèn này, hai cục đèn bông mới tinh, chữ Crew và ML ta đây. Đẹp chưa? Cô chú chỉ trải nghiệm phần nội thất nhé. Nước sơn bên ngoài đẹp nha, không đâm pha, không đứng đục. Chúng ta sẽ có gương chính điện này, phần tắp bi, phần tắp bi nỉ nha, nỉ nguyên bản theo xe luôn, keo rim toàn cặp 100%, xe không cứng không lỗi. Hai bên thì sống gần đẹp như nhau nha. Ghế là ghế da nguyên bản nè, ghế da là ghế da rất là xịn sò của nguyên bản của dòng Crew nè cô chú anh chị. Vô lăng bà con coi nè, thể hiện trên nó vô lăng ba chấu, trang bị túi khí bên phụ bên tài, đèn còi đầy đủ các tính năng nha. Trang bị màn hình Android, đi được 67.540 km rồi. Kết hợp là cam hành trình, camera gear Full HD. Đây ứng dụng mở cửa báo bằng điện tử hết toàn bộ trên chức năng trên xe nha. Ok chưa? Ở đây có chống bắn tốc độ, có định vị đầy đủ các tính năng rồi. Nói chung mẫu xe đã lên kính đồ chơi, lóc cửa mở cửa ở trong xe. Trang bị thêm cho nó loa súp nè, loa súp nha cô chú anh chị. Và phần tắp bi là cô chú anh chị coi là túi khí e băng nè. Nỉ là nỉ nguyên bản hết, đẹp không? Đó, xe sạch sẽ lắm, từ phần tắp bi vân gai đẹp như thế này. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ, ghế da hết toàn bộ nha, rất là xịn sò nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có tẩu sạc thuốc nè, và đây là khe học để đồ nè. Số sàn hơi 1.8 thì đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị mức độ tiêu hao nhiên liệu, nó nằm tầm cả 8 lít thôi ạ. Ok chưa? Đèn còi trợ lực nhẹ tưng, chìa khóa theo xe, vô lăng tích hợp các tính năng rất là ok luôn. Đây bà con trải nghiệm phần máy nhé. Có xe sạch sẽ, giá tiền lại rẻ, về phục vụ bà con thôi, che nắng che mưa. Bản 1.8 này. 1.8 thì chúng ta sẽ có khay đựng nước luôn nè, anh chị không? Khay học tì tay khá là to, phía sau là hai phần tay gối đẹp như nhau nha. Nó nồi thất keng lắm, hai bên sống gần là không có dấu hiệu đâm va luôn. Bốn cánh cửa tắp bi đẹp trên xe luôn. Đây là cục máy rồi, máy nổ khá là êm nha cô chú anh chị. 1.6 thì sẽ không có ABS đâu, 1.6 đời cũ sẽ không có ABS nha, nhưng mà em này có ABS chống bóng phanh, nước giải nhiệt xanh biếc, hai bên trụ đẹp như nhau, đi đôi là đèn rin. Chạy thời gian 5 tháng người ta canh này mặt nắp cò, những cái gì mà người ta đã làm thì chúng ta sẽ báo cho bà con cô bác biết. Và những cái điểm đó bà con cô bác về cũng phải sửa chữa nữa nha. Như là qua thời gian 5 tháng người ta canh lại mặt nắp cò cho nó êm, và có là số là rim nha cô chú anh chị nha. Số máy em nó là cực kỳ là rim luôn, xe không có dấu hiệu đổ hơi nè bà con. Có kèm bằng quầy nhớt nữa, 4 cái bếp full thôi, 1, 2, 3, 4 của anh sẽ keo cho nó cabo hầu như nguyên bản hết nè. Keo nè,
keo chỉ đồ rim nguyên bản, không có dấu hiệu là đâm vào hoặc là cứng đụng trên chiếc xe đâu. Hai bên chuột đẹp như nhau nhé. Ok chưa? Cục màu vàng gold rất là hài hòa luôn. Em này đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Chuẩn chưa? À, xe nè, những cái đường sống gân của cửa chạy rất là đều đặn, không có dấu hiệu là bóp méo hoặc là cong vênh như chiếc xe đâu. Keo là rim hết bốn cánh cửa nha, rim tuyệt đối 100%. Nói chung xe này chừng anh bao lỗi, bao cứng, bao tông quay cho bà con cô bác, và đồng thời bao cục nước, chơi luôn là bao quay đầu tất tần tật. Đây là phần cốp sau, cốp sau nè, hai bên keo rim nè, hai cô chú chị, đây là keo rim toàn tập nè, rất là chuẩn. Dòng này năm âm đúc nè. Đây là phần cốp khá là đẹp, bỏ sư cua đâu đó cũng được 70% á. Đó, chuẩn không? Lấy vào là chỉ việc sử dụng thôi. Đây là phần gầm, nước với lạnh đang mở rồi. Đó, gầm ở trong rồi, khá là đẹp nhá. Anh chị thấy gầm đẹp không? Đinh bấm ở dưới gầm là nguyên rim hết. Ok chưa ạ? Cô chú anh chị đam mê mẫu Crew dòng xe của Mỹ máy 1.8 ABS thì alo cho em nha. Hồ sơ ký rút đầy đủ các tính năng luôn. Chúng ta xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.